Danh sách 7 cầu thủ sắp bị Manchester United thanh lý hay việc Arsenal quyết tâm chiêu mộ hot boy tuyển Ý chính là tâm điểm của thị trường chuyển nhượng. Ngoài ra, ý tưởng mới lạ của huấn luyện viên Gareth Southgate cùng với những ồn ào truyền thông xung quanh đại chiến giữa Tây Ban Nha và Đức cũng có mặt trong bản tin hôm nay. Không để mất thêm giây phút nào nữa, chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ. Manchester United muốn bán 7 cầu thủ. Những tin đồn chuyển nhượng gần đây của Manchester United khiến nhiều fan lầm tưởng Quỷ Đỏ đã từ bỏ kế hoạch thanh lọc đội hình. Thực tế ghi nhận điều ngược lại khi đội chủ sân Old Trafford đã lập ra danh sách 7 cái tên cần phải đẩy đi. Cụ thể, Casemiro, Victor Lindelof, Harry Maguire, Christian Eriksen, Anthony, Jadon Sancho và Mason Greenwood là những nhân tố có thể chia tay nhà hát của những giấc mơ trong phiên chợ hè. Ở điều kiện lý tưởng nhất, Manchester United sẽ thu về 200 triệu bảng để tái đầu tư vào thị trường chuyển nhượng. Tuy vậy, cho đến hiện tại thì Quỷ Đỏ vẫn đang bế tắc trong việc bán đi những cầu thủ vừa nêu. Tuyển Anh có thể đá 3 trung vệ ở trận gặp Thụy Sĩ. Nhận rất nhiều chỉ trích sau những cuộc đấu nhạt nhòa gần đây của tuyển Anh nên huấn luyện viên Gareth Southgate đang dự định thực hiện sự thay đổi ở tứ kết. Cụ thể, Tam Sư hiện xem xét chuyển sang sơ đồ thi đấu với sơ đồ 3 hậu vệ là Ezri Konsa sẽ là người thay thế Mark Weahy, còn John Stones đã ở trung tâm, trong khi Kyle Walker án ngữ hành lang phải. Phương án trên đang thu hút sự chú ý lớn của truyền thông, dù một số ý kiến cũng cho rằng sự thay đổi đưa ra vào thời điểm này là quá nguy hiểm. Arsenal sáng cửa chiêu mộ Ricardo Calafiori. Vẫn giữ phong cách chuyển nhượng mạnh mẽ và nhanh chóng thì Arsenal sắp chốt thành công thương vụ rất hot mang tên Ricardo Calafiori. Theo Relevo, những lời mời chào đầy hấp dẫn từ phía pháo thủ đã hoàn toàn thuyết phục hậu vệ tuyển Ý chấp nhận chuyển sang Premier League thi đấu trong mùa giải tới. Tất nhiên, phía đại diện thành London sẽ cần tìm ra tiếng nói chung với Bologna và mức phí khoảng 55 triệu euro có thể là con số khiến cả hai bên hài lòng. Do vậy, các Gunner đang đếm ngược từng ngày để thấy Ricardo Calafiori khoác áo Arsenal. Manchester United muốn nổ hai bom tấn trong tuần tới. Sự khẩn trương trên bàn đàm phán đang giúp Manchester United tiến rất gần với việc nổ bom tấn trên thị trường chuyển nhượng. Thậm chí truyền thông còn vẽ ra viễn cảnh Quỷ Đỏ sẽ đưa De Ligt và Joshua Zirkzee cập bến sân Old Trafford ngay trong tuần tới. Đây đều là những thương vụ mà ông lớn Premier League nắm rất nhiều lợi thế, nên việc hoàn thành chúng dường như chỉ còn là vấn đề thời gian. João Palhinha cập bến Bayern Munich. Thêm một thương vụ đình đám coi như đã hoàn tất vào đêm qua khi João Palhinha chia tay Fulham để chuyển đến bến đỗ trong mơ mang tên Bayern Munich. Đây vốn là thương vụ hùm xám xứ Bavaria theo đuổi từ lâu và họ đã có được sự phục vụ của ngôi sao người Bồ Đào Nha với mức giá là 50 triệu euro chưa kể biến phí. Đổi lại với con số không nhỏ kia thì Palhinha sẽ ký hợp đồng có thời hạn đến năm 2028 cùng với Bayern Munich và trở thành một tân binh rất đáng kỳ vọng dưới thời tân huấn luyện viên Vincent Kompany. Cựu sao tuyển Đức coi thường Tây Ban Nha. Tây Ban Nha là đội duy nhất toàn thắng ở Euro cho đến lúc này và tập thể xứ bò tót nhận rất nhiều lời tán dương của truyền thông. Thế nhưng cựu sao tuyển Đức Jens Lehmann mới đây đã gây bão khi phát đi thông điệp. Tây Ban Nha nhỏ bé và thiếu kinh nghiệm, họ giống như một đội trẻ vậy. Dường như thủ môn một thời của Dieman Schaaf muốn đánh vào tinh thần của Tây Ban Nha trước cuộc đại chiến với Đức, nhưng chắc chắn La Roja vẫn sẽ ra sân cùng quyết tâm cao nhất. Toni Kroos đánh giá cao Rodri. Nếu như cựu thủ thành Jens Lehmann tỏ ý coi thường tuyển Tây Ban Nha, thì tiền vệ Toni Kroos lại đánh giá rất cao nhiều trụ cột bên phía La Roja. Rodri là một trong số đó và cựu sao Real Madrid đã không tiếc lời tán dương người đồng nghiệp bằng tuyên bố. Rodri là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Tây Ban Nha và Manchester City. Cậu ấy không bao giờ lo lắng hay bị áp lực bủa vây. Rodri thường ghi những bàn thắng quan trọng và là một cầu thủ hàng đầu. Joshua Kimmich rất muốn gia nhập Manchester City. Đối diện với tương lai bất định ở Bayern Munich và Joshua Kimmich đang tìm dần những bến đỗ tiềm năng, trái với nhiều suy đoán rằng Barcelona là bến đỗ trong mơ của trụ cột tuyển Đức, thì Man City mới là nơi mà ngôi sao Dieman Schaaf muốn cập bến nhất. Nguyên nhân là do Kimmich rất ngưỡng mộ huấn luyện viên Pep Guardiola nên hướng đến việc tái ngộ ông thầy cũ ở sân Etihad. Về phía Manchester City, ông lớn nước Anh chắc chắn không bỏ qua cơ hội chiêu mộ Kimmich khi có cơ hội. Liverpool muốn có Nico Williams.
Nico Williams là một trong những cái tên gây ấn tượng nhất của tuyển Tây Ban Nha tại Euro và ngôi sao xứ đấu bò hiện được rất nhiều ông lớn quan tâm. Liverpool cũng nằm trong số đó và Lữ đoàn Đỏ đang dùng nhiều hành động để nắm lợi thế trong thương vụ trên. Với áp lực làm mới đội hình dưới thời tân huấn luyện viên Arne Slot, Lữ đoàn Đỏ sẵn sàng bạo chi để tạo thành đối trọng với Barcelona trong quá trình đàm phán cùng Athletic Bilbao. Về phía Nico Williams, chân chạy cánh xứ đấu bò vẫn đang bỏ ngỏ mọi khả năng liên quan đến tương lai. Ronaldo chưa muốn chia tay tuyển Bồ Đào Nha. Không cần là chuyên gia bóng đá thì các fan cũng dễ dàng nhận ra Cristiano Ronaldo đang có một kỳ Euro đầy khó khăn. Vấn đề tuổi tác đã ảnh hưởng đến phong độ của CR7 khá nhiều và không ít ý kiến cho rằng tiền đạo 39 tuổi nên chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha. Thế nhưng ý tưởng trên chưa xuất hiện trong đầu của Ronaldo khi cựu sao Real Madrid đang hướng đến việc tham dự World Cup 2026 cùng với Seleção châu Âu. Thế nhưng, ý tưởng trên chỉ có thể trở nên khả thi nếu CR7 tỏ ra nguy hiểm hơn trong những cuộc đấu sắp tới cùng với Bồ Đào Nha. Gerard Braithwaite mất kiên nhẫn với Manchester United và Everton. Tài năng của Gerard Braithwaite đã được giới chuyên môn thừa nhận và Everton là tập thể không xứng tầm với hậu vệ người Anh. Do vậy, cầu thủ xứ sương mù đang quyết tâm tìm kiếm một bến đỗ tham vọng hơn với Manchester United là điểm đến tiềm năng. Thế nhưng tuyển thủ tam sư lại đang cực kỳ sốt ruột khi quá trình đàm phán giữa Quỷ Đỏ và Everton đi vào bế tắc. Thậm chí đội chủ sân Old Trafford hiện còn ưu tiên thương vụ De Ligt hơn Gerard Braithwaite. Do vậy, ngôi sao xứ sương mù có thể gây sức ép để Everton tỏ ra mềm mỏng hơn trên bàn đàm phán hoặc là tìm kiếm một bến đỗ mới để đầu quân. Paris Saint-Germain rút lui ở thương vụ João Neves. Paris Saint-Germain và Manchester United là những đối thủ chính ở thương vụ chiêu mộ cầu thủ João Neves của Benfica. Thế nhưng mọi chuyện dần ngã ngũ khi đại diện nước Pháp tuyên bố rút lui để tập trung vào các mục tiêu khác. Nguyên nhân không nằm ở việc Paris Saint-Germain e ngại sự cạnh tranh của Quỷ Đỏ, mà họ cảm thấy mức phí 120 triệu euro giải phóng hợp đồng của João Neves là quá phi lý. Do vậy, đội chủ sân Old Trafford gần như là bên còn lại duy nhất trong thương vụ này và ông lớn Premier League cần cân nhắc việc có chấp nhận bạo chi để nâng cấp tuyến giữa không. John Stones gây lo lắng. Mọi chuyển động của tuyển Anh đều được truyền thông theo sát và người hâm mộ xứ sương mù đang cực kỳ lo lắng với trường hợp của John Stones. Nguyên nhân là dù vẫn có mặt trong buổi tập cùng với toàn đội, nhưng trụ cột của Man City lại được nhìn thấy cùng với vết băng ở đầu gối. Hiện tại chưa rõ John Stones có gặp vấn đề gì về thể trạng không, nhưng đây vẫn chẳng phải thông tin tích cực với tam sư. Trên đây là những tin tức nóng hổi nhất của thế giới bóng đá trong 24 giờ qua. Những thông tin về Euro và thị trường chuyển nhượng sẽ tiếp tục chiếm sóng truyền thông giai đoạn tới. Do vậy đừng quên trở lại đây vào ngày mai để biết được những cập nhật tiếp theo về làng Túc Cầu. Còn bây giờ thì xin chào và chúc mọi người có ngày mới thật hứng khởi và nhiều niềm vui. Hãy nhớ bấm like, subscribe kênh và click vào thông báo để theo dõi các video mới nhất của bên mình nhé.